Dạ, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em sẽ review cho anh em xem cái máy khoan bê tông của Mỹ về và máy khoan bê tông hãng Bosch, đúng hãng của Bosch, và nó động cơ không chổi than, rootless và 4 chức năng, pin 18V. Thì mình đang cho anh em xem. Này, thì anh em nào đã từng sở hữu pin, anh em nào đã có pin này rồi, thì đã gạt pin này rồi thì mình sẽ mua thang máy thôi. Và pin này, pin 4A Corel, thì nó là pin siêu tiết kiệm và nó có làm mát ở trong này, làm mát ở trong này, thành ra nó cũng khá ra nó rất là tiết kiệm. Rồi cái boss này là nó là có xoay xoay qua, có nghĩa là trái và phải, vào và ra. Thì boss nó là mã của nó GBH18V gạch 26D body boss này. Đó. Máy này sản xuất ở tại Đức nha anh em. Chỉ có sản xuất tại Đức thôi, không có sản xuất chỗ nào. Cái thân dài này, Made in Germany này, và tốc độ của nó là 809 vòng trên phút, và tốc độ nhịp của nó là 4.350 vòng trên phút. Máy này sản xuất năm 2019. Máy này nó không thua kém gì máy, máy pin không thua kém gì máy điện của anh em đi làm điện lạnh nha. Thì anh em chú ý, mình đang test là tốc độ đập của nó này. Anh em làm hở điện lạnh á thì sử dụng cái này thì đủ rồi, dư rồi, khỏi kéo dây lằng nhằng cho nó cực. Rồi em sẽ gắn mũi vào test. Thì cái mũi là hở 10, lỗ này 13 nha. Này là mình đục đục nha anh em. Nè, mình chiếu đục này. Rồi. Bot này không thua kém gì bot điện nha anh em. Anh em cứ tìm hiểu về cái thông số của nó, và em cũng đã đọc cái thông số của nó rồi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ mình ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.